Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Mở đầu chương trình, xin được chuyển tới quý vị những thông tin cập nhật nóng về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraina. Người phát ngôn quân đội Ukraina Oleksandr Stupun trong buổi trao đổi với đài truyền hình quốc gia cho biết, trong ngày thứ hai liên tiếp, đối phương đã tích cực sử dụng máy bay không người lái tự sát và không quân. Số lượng các cuộc giao tranh đã tăng lên đáng kể. Ông Stupun cũng cho biết, Tổn thất của Nga đang gia tăng mạnh mẽ cả về quân số và trang thiết bị tại mặt trận miền Nam Ukraine. Trong bản tin vào tối mùng 7 tháng 12, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, lực lượng vũ trang nước này đã đẩy lùi 15 cuộc tấn công ở abdika và các làng lân cận, ngoài 34 cuộc tấn công được ghi nhận trong báo cáo vào buổi sáng trước đó. Hãng truyền thông Espresso TV cho biết, lực lượng Nga đang tấn công từ phía Bắc, nhưng không tiến vào khu công nghiệp bên ngoài trung tâm thành phố abdika. Binh sĩ Ukraine Andrei Sysuk cho biết, Chiến thuật mới của Nga liên quan đến việc triển khai các nhóm tối đa 5 người tham gia hành động và với sự yểm trợ của xe bọc thép cùng lực lượng không quân sẽ phóng loạt hỏa lực lớn khi họ tiến công. Quân nhân Nga này cho biết lực lượng Nga đã đạt được rất ít tiến triển. Binh sĩ Ukraine nhắc lại lời kêu gọi của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc tăng cường công sự xung quanh các thị trấn và các điểm phòng thủ khác, nhưng nói rằng việc này nên do các đơn vị công binh, không phải các đơn vị tấn công thực hiện. Các công sự đã được dựng lên xung quanh Avdivka khi thành phố này trở thành tâm điểm giao tranh của lực lượng Nga và Ukraine. Các blogger quân sự Nga hôm 7 tháng 12 cho biết, lực lượng Nga đã đạt được tiến triển gần làng Stepovev, phía bắc thành phố, và ổn định tình hình trong khu công nghiệp. Ở phía ngược lại, Moscow gần như đã giải quyết được hoàn toàn vấn đề thiếu đạn pháo ở Klesyevka, đồng thời một cuộc chiến đấu giành vị trí đang diễn ra gần Veselo và Belokoroka, nơi lực lượng Nga đang dọn sạch các tiền đồn địa phương. Theo nhiều nguồn tin, lực lượng Moscow đã chiếm được mạng lưới chiến hào và ngọn đồi mang ý nghĩa chiến thuật ngay phía tây Klesjevka. Toàn bộ lực lượng Ukraine ở trong túi màu vàng đang gặp nguy hiểm. Những bước tiến đáng kể đã đạt được tại Bogdanovka, nơi binh sĩ Nga đã chiếm được một khu vực kiên cố rộng lớn, vườn ươm Valianovsky và tiến đến vùng ngoại ô của ngôi làng. Nga đã tiến tới vùng ngoại ô Bekovka và về phía nam Kromove. Sân tập ô tô Bakomovsky-Sliyak đã được kiểm soát. Ở phía Nam, gần làng Kirovo, một số cuộc tập kích của lực lượng Kiev đã bị đẩy lùi. Theo kênh Aiden, lực lượng Moscow đang nhanh chóng tiến công mặt trận Bakhmut trong nỗ lực tiếp cận con kênh bên ngoài ChaSophia. Đây rất có thể sẽ là phòng tuyến mà Kiev sẽ rút lui về sau khi nguồn cung cấp cho Ivaniske trở nên không thể đảm bảo được. Theo kênh Ryba, theo hướng Kherson, gần Krumki, các đơn vị Kiev không cố gắng tiến sâu hơn mọi nỗ lực của các nhóm tiên tiến đều tập trung chấn giữ các vị trí bìa rừng trước các cuộc tập kích của Nga. Hoạt động tương tự của các nhóm xung kích của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 36 cũng được ghi nhận tại rìa khu vực kiểm soát tại một ngôi làng ở phía Tây. Công binh đặt mìn trên các hướng tiếp cận và cũng thiết lập các hỏa điểm. Ở phía Tây, hai phân đội xung kích của nhóm chiến thuật Grom Ukraine trên hai chiếc thuyền đến đảo Alexevsky, nơi dường như để luân chuyển lực lượng gần cầu đường sắt. Tại khu vực Svatove-Kremenaya, các lực lượng Moscow tiếp tục phát triển thế tấn công cục bộ. Đồng thời, một số cuộc tập kích của Ukraine đã bị đẩy lùi tại khu vực mỏm Toskoye và gần khu rừng Serebryansky. Tại khu vực Kupyansk, Nga đã áp sát Sinokha, trong khi Ukraine thực hiện nhiều nỗ lực phản đòn gần Ivanovka nhưng không thành công. Ngoài ra, vài ngày trước đó đã xuất hiện thông tin về việc một trong những cầu vượt sông Oskol bị phá hủy. Cùng ngày, phát ngôn viên nhóm tác chiến miền tây của Nga, ông Sergey Sibinski cho biết nhóm này đã đẩy lùi năm cuộc tấn công của Ukraine trên hướng Kupyansk. Cụ thể nhóm chiến đấu đẩy lùi bốn cuộc phản công của các nhóm tấn công lữ đoàn cơ giới 60 và một cuộc của lữ đoàn cơ giới 57 của Ukraine gần Liman. Các cuộc phản công bị đẩy lùi, đối phương rút quân về phía nam. Ngoài ra, các nhóm xung kích của lữ đoàn cơ giới 43 Ukraine đã tấn công các vị trí của Nga trên hướng Ivanovka, do cột song cũng bị đẩy lùi. Theo ông, các lực lượng Ukraine đã mất tới một đại đội bộ binh và có ba quân nhân bị Nga bắt. Ngoài ra, kỹ ép còn thiệt hại một xe tăng T-64, một xe bọc thép BMP-2, một xe bọc thép chở quân M-112 và một khẩu pháo M-119. Quân đội Nga đang tiếp tục tấn công các vị trí của Ukraine trên một số hướng trọng yếu. Nhưng do thời tiết xấu nên các hoạt động chiến đấu chủ yếu là do không quân Nga đảm nhiệm. Tại khu vực Kherson, lực lượng này tấn công các vị trí của thủy quân lục chiến Ukraine trong khu vực làng Krumki. Tại đây, các nhóm đổ bộ của Ukraine đã giành được chỗ đứng, nhưng hiện tại họ đang bị máy bay Nga tiêu diệt từ trên không. Theo các phóng viên chiến trường Nga đưa tin, cả số lần tấn công lấn đổ chính xác của các đợt không kích của Nga tại Kherson đều tăng lên đáng kể. Các đợt ném bom vào Krumki khiến hàng chục lính Ukraine thiệt mạng và bị thương mỗi ngày. Ngoài ra, không quân Nga cũng tích cực tấn công các tàu đổ bộ của lực lượng thủy quân lục chiến Ukraine đang cố gắng đưa các đồng đội bị thương, đồng thời đưa các nhóm đổ bộ mới đến bờ nam sông Đờ Nhép để thay thế những đơn vị đã bị thiệt hại bởi hỏa lực pháo binh và không quân Nga. Theo nhiều nguồn thông tin khác nhau của cả Nga và Ukraine cho biết, các nhóm cơ đồng của Nga với sự hỗ trợ của không quân và pháo binh đang liên tục tấn công dọc theo con đường ven sông Đờ Nhép. Thậm chí, không quân Nga còn sử dụng bom dẫn đường siêu nặng 1,5 tấn để tấn công lực lượng Ukraine bám trụ ở khu vực trên cầu Antonovsky. Kênh Telegram Aviahub cho biết, bom FAB 1500M54 được trang bị cánh lượn và mô đun hiệu chỉnh, không chỉ có sức công phá lớn mà còn có mức chính xác cao, phá hủy những trận địa của Ukraine dù là kiên cố nhất. Không chỉ sử dụng bom phá thông thường, không quân Nga còn kết hợp sử dụng cả bom chùm để tấn công các lực lượng Ukraine đổ bộ sang bờ nam sông Đờ Nhép ở Kherson. Một số binh lính Ukraine chứng kiến miêu tả về các cuộc tấn công kép như sau. Đầu tiên, một kẻ ngốc ám chỉ bom phá có chất nổ mạnh bay như điên, và sau đó là vụ nổ mạnh khiến lính Ukraine choáng váng và phải bỏ ra khỏi hố. Nhưng nỗi kinh hoàng tiếp đến ngay phía sau khi hàng loạt quả bom nhỏ rơi xuống người họ. Tất cả những gì phải làm đối với lực lượng thủy quân lục chiến của Lữ đoàn 35 và 36 Ukraine là phải liên tục di chuyển trong một phạm vi hẹp để tránh pháo và tránh bom, nhưng cơ hội sống sót của họ là rất khó. Mặc dù thời tiết ở khu vực Kherson không thuận lợi cho các hoạt động chiến đấu của không quân, nhưng UAV trinh sát o 10 của Nga vẫn thực hiện trinh sát liên tục 24 trên 24, điều chỉnh không quân Nga ném bom ngay lập tức các mục tiêu được phát hiện. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng lính dù nước này đã sử dụng máy bay không người lái Lancet để phá hủy hai trạm radar ST-68 và P-18 cùng một trạm liên lạc di động của Ukraine ở hữu ngạn sông Đề Nhép. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Việc điều khiển Lancet một cách chuyên nghiệp và thành thạo đã cho phép người điều khiển máy bay không người lái loại bỏ các mục tiêu Ukraine bằng một đòn tấn công trực tiếp. Lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng máy bay không người lái Kamikaze kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Những chiếc UAV như vậy cung cấp một giải pháp rẻ tiền và hiệu quả để loại bỏ các mục tiêu cụ thể trong khi vẫn có thể giữ an toàn cho binh lính. UAV Lancet tham chiến lần đầu vào tháng 7 năm 2022, và đã tấn công hàng trăm khí tài của Ukraine, trong đó chủ yếu là pháo tự hành và lựu pháo, tổ hợp phòng không, hệ thống tác chiến điện tử, xe tăng thiết giáp và cả tiêm kích MiG-29. Đầu tháng 11, đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy UAV Lancet sử dụng đầu nổ xuyên tự định hình EFP kích hoạt từ khoảng cách vài mét để vô hiệu hóa lưới thép bảo vệ xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley của Ukraine. Cải tiến này của Lancet khiến biện pháp bảo vệ xe tăng thiết giáp bằng lưới thép hay giáp lồng của Ukraine trở nên kém hiệu quả. Quân đội Ukraine đang phải áp dụng nhiều phương án để bảo vệ khí tài giá trị cao khỏi mối đe dọa từ lan xét, dù điều này không phải lúc nào cũng mang lại kết quả. Theo Aviapro, tất cả các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị đẩy ra khỏi thành phố, ngoại trừ một cứ điểm nằm cách biên giới Marinka 50m được biết, sau khi rút lui khỏi thành phố, quân đội Ukraine đã bắt đầu trang bị khẩn cấp các vị trí ở các khu định cư lân cận Dyojevka và Maximilandoka. Tuy nhiên, có những báo cáo từ khu vực về sự suy giảm tinh thần của các binh sĩ lực lượng vũ trang Ukraine. Cũng trong ngày 7 tháng 12, trang Aviapro cũng thông tin về việc trực thăng Nga đã xử lý thành công máy bay không người lái cảm tử của Ukraine. Trong đoạn video được công khai cho thấy, trực thăng MI-8 Nga săn lùng máy bay không người lái của Hải quân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine Trực thăng của Nga cố gắng bắn hạ một trong những máy bay không người lái của Hải quân Ukraine bằng tên lửa và vũ khí nhỏ. Vụ việc này liên quan đến những nỗ lực trước đây của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm tấn công các mục tiêu của Nga ở Biển Đen bằng máy bay không người lái của Hải quân. Trong đoạn video, chúng ta có thể thấy chiếc trực thăng triển khai tấn công khi ở khoảng cách xa. Điều này là do thực tế, những máy bay không người lái hàng hải như vậy có thể mang theo một lượng thuốc nổ cực lớn. Việc phát nổ của nó có thể gây hư hại cho cánh quạt của trực thăng. Cụ thể, thông báo nêu rõ, tổng cộng các mục tiêu sau đã bị tiêu diệt kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. 550 máy bay chiến đấu, 257 máy bay trực thăng, 9.568 máy bay không người lái, 442 hệ thống tên lửa đất đối không, 13.870 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.188 bệ phóng tên lửa đa nòng, 7.268 pháo giã chiến và súng cối, cùng 16.011 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, chỉ trong ngày qua, các máy bay tác chiến, chiến thuật và quân sự, máy bay không người lái, lính tên lửa và pháo binh của các nhóm lực lượng Nga đã gây thiệt hại về nhân lực và khí tài quân sự của Ukraine ở 121 khu vực. Cụ thể, TASS đưa tin, các lực lượng nước này đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của quân đội Ukraine khu vực Kupiansk, phá hủy 2 xe tăng, 4 xe bọc thép chở quân, 2 xe bán tải, 1 pháo tự hành Panzer Hobbit 2000 do Đức sản xuất và 1 pháo tự hành M198 do Mỹ sản xuất. Tại mặt trận Krasnoyarsk, Ukraine cũng hứng chịu tổn thất nặng nề khi phía Nga xác nhận đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của quân đội Ukraine ở khu vực này, tiêu diệt khoảng 280 binh sĩ và phá hủy 7 chiến đấu cơ, bao gồm 2 khẩu pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ sản xuất, theo hướng Donetsk, nhóm chiến đấu phía nam của Nga với sự hỗ trợ của máy bay và pháo binh đã đẩy lùi hai cuộc tấn công do lữ đoàn cơ giới số 67 của quân đội Ukraine thực hiện gần khu định cư Klesyevka. Theo video đăng tải, các binh sĩ của sư đoàn tấn công đường không số 76 của Nga đã truy đuổi một xe thiết giáp chở quân của Ukraine bằng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV. Sau khi phát hiện được mối đe dọa, kíp lái của xe thiết giáp chở quân Ukraine đã nhanh chóng chuyển hướng để tránh UAV. Trong quá trình rút lui, phương tiện này đã va phải một quả mìn chống tăng và nổ tung trước khi UAV cảm tử lao tới. BTR-4 là loại xe thiết giáp chở quân do các kỹ sư Ukraine phát triển và chế tạo từ đầu những năm 2000. Phương tiện được thiết kế với nhiệm vụ vận chuyển binh sĩ các đơn vị bộ binh cơ giới cũng như chi viện hỏa lực trên chiến trường. Bên cạnh đó, BTR-4 còn được trang bị cho các lực lượng đặc nhiệm, phản ứng nhanh và lính thủy đánh bộ Ukraine do có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm trong mọi điều kiện thời tiết. Channel One cho rằng việc tịch thu xe chiến đấu Bradley, một trong số vài chục chiếc mà Washington đã cung cấp cho Ukraine trong năm nay, sẽ giúp các lực lượng Nga xác định được những điểm yếu của nó. Nhóm quân nhân Nga cho biết họ đã quay lại để thu giữ chiếc xe Bradley trong bóng tối và sương mù dày đặc, ở vị trí cách lực lượng Ukraine khoảng 500 mét. Họ kéo chiếc xe đi qua bãi mìn sau khi nỗ lực đầu tiên thất bại trên thân xe có đầy lỗ đạn được cho là do máy bay không người lái của Ukraine tạo ra khi cố gắng phá hủy nhiều nhất thiết bị công nghệ cao trong chiếc xe bị bỏ rơi để tránh những thiết bị này rơi vào tay Nga. Phía Nga cho biết chiếc xe này dường như là phiên bản nâng cấp của Bradley với động cơ mạnh hơn, khả năng nhìn đêm tốt hơn và khả năng bảo vệ tốt hơn trước hỏa lực pháo bình. Chiếc xe bị thu giữ mới đi được khoảng 240 km. Trang Declassify của Anh dẫn tin từ một cuốn sách mới phát hành của nhà báo Ba Lan Zbigniew Parafianowicz cho biết những người điều hành lực lượng đặc nhiệm của Anh đã bí mật tham gia cùng quân đội Ukraine ngay từ những ngày đầu Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Theo cuốn sách này, vào tháng 3 năm 2022, một quan chức của Ba Lan đã nói với nhà báo Parafianowicz rằng đó là thời điểm người Nga vẫn đóng quân ở Bucha và tuyến đường này bị coi là vùng xám. Trên đường đi, chúng tôi đã gặp các binh sĩ Ukraine và lực lượng đặc nhiệm của Anh mặc đồng phục và mang theo vũ khí. Nguồn tin cho hay, các binh sĩ của Anh và Ukraine đã làm việc cùng nhau, sử dụng radar theo dõi pháo binh. Quan chức Ba Lan nói thêm rằng, đặc nhiệm Ba Lan cũng có mặt ở Brovary, ngoại ô Kiev, vào ngày đầu tiên của cuộc xung đột. Đặc nhiệm của Anh, Mỹ và Ba Lan đã hỗ trợ huấn luyện cho đặc nhiệm Ukraine kể từ năm 2014 phía Anh cũng huấn luyện cho đội ngũ an ninh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo Declassified, một số đặc nhiệm của Ba Lan có thể đã đào tạo cho các thành viên của phong trào Azov, đặc biệt đơn vị Kraken đóng quân ở Kharkov. Ba Lan và Anh hiện chưa bình luận về thông tin trên. Defense Express đưa tin, thành viên lực lượng tình nguyện Ukraine Sergei Sternenko đã đăng tải hình ảnh về vụ tấn công của Kiev bằng UAV góc nhìn thứ nhất vào tổ hợp S-350 của Nga ở bờ trái sông Đề Nhét tại Kherson. Theo nguồn tin này, bệ phóng của S-350 dường như đã bị phá hủy sau vụ tập kích. S-350 là hệ thống tên lửa đất đối không SAM mới nhất của Nga, bắt đầu được đưa vào biên chế với số lượng hạn chế từ năm 2019. Theo Defense Express, theo quy mô của vụ nổ sau khi UAV lao xuống, đây dường như không phải là mô hình của S-350 mà là bệ phóng thật. Nga chưa bình luận về thông tin này, nhưng nếu đây là sự thật, theo giới quan sát, nó cho thấy khả năng tập kích vào sâu bên trong tiền tuyến của UAV Ukraine. Theo dõi tình hình viện trợ Ukraine mới nhất, viện kia kết luận rằng, động lực hỗ trợ Ukraine đã chậm lại, đồng thời cho biết các cam kết viện trợ nhân đạo, tài chính và quân sự từ tháng 8 đến tháng 10 đã giảm gần 90% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng cộng các thành viên EU và NATO đã cam kết viện trợ quân sự gần 100 tỷ euro cho Ukraine, theo số liệu của viện kia. Nhưng trong khi viện trợ của châu Âu được trải dài trong vài năm, thì số vũ khí mà Mỹ hứa hẹn đến tay Ukraine hoặc sẽ được giao trong vòng một năm. Và Mỹ vẫn là nhà tài trợ, viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine. Một số vết sạn nứt đã xuất hiện trong lập trường ủng hộ của một số nước láng giềng với Ukraine. Ba Lan, một trong những nước ủng hộ Ukraine nhiệt tình nhất cho biết vào tháng 9, rằng họ sẽ chỉ thực hiện các thỏa thuận vũ khí ký từ trước với Kiev sau khi hai nước bất đồng về việc Ba Lan nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine. Trong khi đó, chính phủ mới của Slovakia hồi đầu tháng 11 đã chặn gói viện trợ quân sự trị giá 40,3 triệu euro mà chính quyền tiền nhiệm đã lên kế hoạch. Bà Zakharova đồng thời cảnh báo, nguy cơ xảy ra xung đột quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO sẽ ngày càng gia tăng. Bà Zakharova cho biết, các quốc gia thành viên NATO từ lâu đã thảo luận về việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine và đã thành lập một liên minh hoàn toàn riêng biệt gồm các quốc gia sẽ bàn giao máy bay chiến đấu cho chính quyền Kiev và đào tạo phi công Ukraine. Nhà ngoại giao Nga cho biết, trong bối cảnh một phần đáng kể cơ sở hạ tầng của sân bay Ukraine đã bị phá hủy, không loại trừ khả năng các máy bay chiến đấu của Mỹ sẽ đóng quân bên ngoài Ukraine, cụ thể là ở Ba Lan, Slovakia và Romania. Do đó, Liên minh Bắc Đại Tây Dương ngày càng can dự vào cuộc xung đột Ukraine và trên thực tế, như chúng tôi hiểu, đang tham gia vào một cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại đất nước chúng tôi dưới dạng khẩu hiệu giải cứu Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hồi tháng trước tuyên bố lực lượng Nga đã thực hiện hơn 1.400 vụ đánh chặn thành công trong tháng 10. Ông Shoigu cho biết con số này bao gồm 37 máy bay chiến đấu của Ukraine, gần gấp đôi số tiêm kích F-16 mà các quốc gia phương Tây định cấp cho Kiev. Quan chức Nga cảnh báo nếu lực lượng phòng không của chúng tôi tiếp tục hoạt động hiệu quả như vậy, toàn bộ phi đội F-16 sẽ bị bắn hạ trong khoảng 20 ngày. Cơ quan an ninh liên bang Nga FSB ngày 7 tháng 12 cho hay, một công dân Belarus sinh năm 1971 đã bị bắt tại vùng Omsk vì liên quan vụ nổ ngày 29 và 30 tháng 11 trên hai đoàn tàu chở dầu di chuyển dọc tuyến đường sắt Baikan Amur, vùng Buryatia. Giới chức Nga cáo buộc nghi phạm này nhận lệnh từ một người Belarus gốc Litva đang làm việc cho cơ quan mật vụ Ukraine. Theo FSB, nghi phạm khai đã nhận 8 thiết bị nổ từ một nhà kho và lái ô tô chuyển chúng tới Buryatia, cài lên các toa tàu chở nhiên liệu nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng vận chuyển năng lượng quan trọng của Nga. Hãng thông tấn Ria Novosti của Nga đã đăng video đặc vụ FSB áp giải nghi phạm vào một tòa nhà. Trong video, nghi phạm cho biết đã đồng ý đưa gói hàng chứa mìn vào Nga khi được một người hứa hẹn trả tiền. Quân đội Israel cho biết, anh Gamia Eisenkot, 25 tuổi, thành viên tiểu đoàn 699 thuộc lữ đoàn 551 thiệt mạng trong trận chiến ở phía bắc giải Gaza, Cụ thể anh này bị thương nặng khi một quả bom phát nổ trong đường hầm ở trại tị nạn Jabalia ở phía bắc Gaza. Anh đã được đưa đến bệnh viện ở Israel để chữa trị nhưng không qua khỏi. Ông Benny Gans phát biểu trong một tuyên bố, cùng với toàn thể người dân Israel, tôi gửi sự ủng hộ của mình tới Gadi và toàn bộ gia đình anh cùng cái ôm thật chặt. Tất cả chúng tôi cam kết tiếp tục chiến đấu vì sự nghiệp thiêng liêng mà Gantz đã thiệt mạng vì nó. Trong thông điệp chia buồn, Thủ tướng Netanyahu cho biết ông rất đau lòng. Theo quân đội Israel, nước này đã mất 89 quân nhân kể từ chiến sự với Hamas bùng phát. Những hình ảnh trên mạng xã hội ngày 7 tháng 12 dường như được trụ tại thành phố Belahia ở miền bắc giải Gaza, cho thấy nhóm đàn ông cởi trần, bị bịt mắt, đang ngồi với hai tay trói sau lưng, trong khi binh sĩ Israel giám sát họ. Trong các hình ảnh khác, tù nhân cũng bị bắt cởi trần, nhét vào thùng chở hàng của một chiếc xe quân sự. Những hình ảnh này dường như do quân nhân Israel ghi lại. Hiện chưa rõ tình huống và thời điểm xảy ra sự việc, khi được hỏi về những hình ảnh trên mạng xã hội phát ngôn viên lực lượng phòng vệ israel daniel hakari nói đó là những người bị binh sĩ israel phát hiện trong chiến dịch chống lại hamas ông hakari cho hay trong lúc chúng tôi giao tranh với hamas những người vẫn bám trụ tại khu vực dần bị phát hiện chúng tôi bắt thẩm vấn và đang điều tra xác minh xem những ai trong số đó có liên hệ với hamas tổ chức giám sát nhân quyền euromet có trụ sở tại geneva thụy sĩ cáo buộc quân đội israel bắt và ngược đá nghiêm trọng hàng chục dân thường palestine Euromed nhận được thông tin lực lượng Israel phát động các chiến dịch bắt người ngẫu nhiên và tùy tiện nhằm vào những người phải di tản, trong đó có bác sĩ, học giả, nhà báo và người già. Phóng viên Dia en Kalut cùng gia đình ông thuộc số những người bị Israel bắt và buộc phải cởi bỏ quần áo. Các nhân chứng cho biết họ bị khám xét và nhục mạ trước khi đưa đến địa điểm không xác định. Người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel, ông Daniel Hagari cho biết, lực lượng nước này đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Hamas ở quận Seyaya ở thành phố Gaza và thành phố Jabalia ở phía bắc Gaza cũng như thành phố Khan Yuris ở phía nam Gaza. Ông Hagari nói thêm rằng lực lượng Hamas đã lộ diện từ các đường hầm và chiến đấu với quân Israel và Israel đang chiếm ưu thế trong các cuộc chiến này. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant, tuyên bố cuộc chiến giữa Israel với Hamas ở Gaza dự kiến tiếp tục cường độ hiện tại trong hai tháng nữa sau đó là hoạt động dọn dẹp. Ông Gallen đưa ra những phát biểu trên với đài ABC News trước nhiều cảnh báo của các quan chức hàng đầu Mỹ về thương vong dân sự tăng vọt ở Gaza. Ông nhấn mạnh, Israel không chiến đấu với dân tộc Palestine, chúng tôi chiến đấu với tổ chức khủng bố Hamas. Theo cơ quan y tế Gaza do Hamas điều hành, gần 16.000 người đã thiệt mạng kể từ khi lực lượng phòng vệ Israel IDF phát động cuộc trả đũa sau khi Hamas bất ngờ tấn công Israel ngày 7 tháng 10 lực lượng phòng vệ Israel IDF trước đó ước tính lữ đoàn Is Adin Ad Al Qassam, cánh vũ trang của Hamas có khoảng 24 tiểu đoàn với quân số mỗi đơn vị từ 1.000 người trở lên. Một nguồn tin của Hamas ở Gaza tuyên bố lực lượng này là quân đội thu nhỏ, có đầy đủ cơ sở huấn luyện với nhiều chuyên ngành. IDF tới nay chưa hạ được Yahya Sinwa, lãnh đạo tại giải Gaza của Hamas, và Mohamed Deif, chỉ huy cánh vũ trang của nhóm. Giao tranh đang diễn ra tại Khan Younis. Thành phố được coi là thành trì của Hamas ở miền nam giải Gaza. IDF cho rằng ông Sinwa và các thành viên cấp cao Hamas khác đang ẩn náu tại đây. Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 6 tháng 12 thông báo quân đội Israel đã bao vây nhà của ông Sinwa tại Khan Younis, thêm rằng ông ta có thể trốn thoát nhưng việc chúng tôi bắt được Sinwa chỉ là vấn đề thời gian. Sinwa là một trong những thành viên sáng lập của Hamas và lớn lên tại trại tị nạn ở Khan Younis. Theo báo Guardian, ông Blinken có phát biểu trên tại buổi họp báo ở Washington sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Anh David Cameron. Trong đó, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh điều bắt buộc với Israel vẫn là ưu tiên bảo vệ dân thường. Ông Biden cũng mô tả cách Washington đã gây áp lực thế nào đối với Tel Aviv để đạt được những tiến bộ gia tăng trong việc bảo vệ người dân và cho phép viện trợ vào giải Gaza. Nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ lưu ý, sau mỗi chuyến công du của ông tới Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã có những hành động đáp ứng mong muốn của Washington. CNN dẫn lời ông Biden kể, trong chuyến đi đầu tiên tới Israel, ngay sau vụ đột kích đẫm máu của các tay súng hồi giáo Hamas vào lãnh thổ nhà nước Do Thái ngày 7 tháng 10, phía Mỹ đã yêu cầu để các chuyến hàng viện trợ thuốc men, thực phẩm và nước uống vào Gaza. Điều này đã được đáp ứng sau đó. Trong chuyến thăm Israel thứ hai, ông Biden chú trọng đến cách thức để các lệnh ngừng bắn nhân đạo có thể mang lại lợi ích cho việc giải cứu các con tin và mang tới thêm nhiều hỗ trợ hơn cho khu vực. Không lâu sau khi chúng tôi rời đi, điều đó cũng thành hiện thực. Trong chuyến công du gần nhất đến Israel tuần trước, ông Biden đã đề cập đến tầm quan trọng phải bảo vệ dân thường và thúc ép chính phủ do so Thái không thực hiện chiến dịch tấn công ở phía nam giải Gaza, giống như cách họ đã làm ở phía nam vùng đất. Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải hỗ trợ nhân đạo bền vững. Ông Blinken cho rằng, những gì chúng ta đã thấy trong các ngày đầu là một số bước bổ sung quan trọng theo hướng triển khai điều đó. Đồng thời nhắc lại việc vẫn còn khoảng cách giữa ý định bảo vệ thường dân và kết quả thực tế quan sát được trên thực địa. Trong tuyên bố chung, Bộ Quốc phòng và Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết, động thái này là một phần của chương trình Ngọn Gió trở về nhằm tăng cường phòng thủ biên giới. Các đội an ninh đầu tiên sẽ nhận thiết bị chiến đấu cơ bản gồm vũ khí, giáp chống đạn gốm và mũ bảo hiểm, sau đó là các thiết bị bổ sung như y tế và hậu cần. Quá trình này sẽ được tiếp tục trong những tuần tới. Chiến tranh Hamas-Israel nổ ra vào ngày 7 tháng 10 sau khi khoảng 3.000 tay súng Hamas vượt qua biên giới Gaza và tràn vào các khu vực phía nam của Israel. 1.200 người chủ yếu là dân thường đã thiệt mạng, theo số liệu của Israel. Các đội an ninh dân sự của những cộng đồng Israel sống gần biên giới đã cố phản kháng nhưng bị áp đảo. Người dân tại các khu vực dân cư này sau đó đã phải sơ tán. Tuyên bố chung hôm 7 tháng 12 cho biết, chương trình ngọn gió trở về sẽ tạo ra điều kiện tốt hơn để người dân quay trở lại cộng đồng trong những tuần tới. Công tác phân phối vũ khí sau này sẽ được mở rộng sang các khu vực khác. Ngoài ra, số lượng binh sĩ, lực lượng phòng vệ Israel canh gác tại mỗi cộng đồng biên giới sẽ được tăng cường công tác huấn luyện cũng sẽ được mở rộng, sử dụng mô hình huấn luyện độc đáo đáp ứng nhu cầu thực địa. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan đã chỉ ra rằng cư dân ở một số cộng đồng gần khu vực phía bắc Gaza có thể quay trở lại vào đầu năm tới. Thời điểm trở về của các cộng đồng liên kề với giải Gaza chưa được đề cập. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper chia sẻ trên truyền hình rằng, tôi từng làm việc về các vấn đề NATO với cựu Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ của ông ấy, nếu ông Trump tái đắc cử, một trong những động thái đầu tiên có thể sẽ là rút lại sự ủng hộ dành cho Ukraine. Ông Esper thẳng thắn nhận xét. Tiếp theo, ông Trump nhiều khả năng sẽ rút nước Mỹ ra khỏi NATO, kéo theo sự sụp đổ của liên minh. Đây không phải là điều Nga muốn thấy hay sao? Sau đó sẽ là gì? Rút quân đội Mỹ ra khỏi Hàn Quốc, Nhật Bản và các quốc gia đồng minh khác. Theo quan điểm của tôi, điều này tương đối đáng lo ngại cho an ninh quốc gia. Theo cựu Bộ trưởng Quốc phòng, viễn cảnh rút quân khỏi các điểm nóng trong chiến lược của Mỹ sẽ khiến an ninh quốc gia bị suy yếu. Tại buổi gặp, Tổng thống Putin khẳng định, Nga và Iran đã gây dựng động lực tốt trong năm qua, bao gồm hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và giáo dục. Nga cũng đang đầu tư xây dựng đường sắt ở Iran, dự kiến trở thành một phần của hành lang vận tải Bắc Nam quốc tế. Tuyến đường giúp giảm một nửa thời gian vận chuyển hàng hóa từ vùng Baltic đến Ấn Độ và tăng gấp đôi doanh thu hàng hóa, theo ông Putin, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng 20% trong năm ngoái, đạt mức 5 tỷ đô la Mỹ. Về phần mình, Tổng thống Iran ca ngợi sự hợp tác của hai nước trong các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp và giáo dục. Cuộc hội đàm ngày 7 tháng 12 sẽ làm sâu sắc hơn nữa các thỏa thuận hợp tác, ông Raisi nói. Ông Putin cũng bày tỏ hy vọng các nước trong Liên minh Kinh tế Á-Âu gồm Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan sẽ ký thỏa thuận thương mại tự do với Iran. Trong cuộc hội đàm, ông Putin nói về việc định hạ cánh ở Tehran khi đang trên đường bay về Moscow. Hôm 6 tháng 12, ông Putin có chuyến thăm ngắn đến UAE và Ả Rập Xê Út, sau đó quay về nước. Tổng thống Nga tiết lộ về việc máy bay chở ông bay qua lãnh thổ Iran khi trở về Nga. Ông Putin nghĩ mình có thể hạ cánh ở thủ đô Tehran của Iran để gặp ông Raisi ngay. Tuy nhiên, theo Tổng thống Nga, ông không làm vậy vì được thông báo rằng ông Raisi đang chuẩn bị khởi hành đến Moscow. Ông Raisi trả lời rằng Iran luôn sẵn sàng chào đón ông Putin vào bất cứ lúc nào. Tổng thống Iran cũng gửi lời mời ông Putin đến thăm Tehran. Ông Putin nhận lời mời và khẳng định sẽ thăm Iran vào một thời điểm thích hợp. Người phát ngôn địa Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, Chúng tôi lấy làm tiếc rằng giới lãnh đạo Mỹ tiếp tục dùng Nga làm công cụ cho các vấn đề nội bộ của họ. Đặc biệt trong trường hợp này, họ đang bôi nhọ đất nước của chúng tôi nhằm thuyết phục quốc hội của họ tiếp tục đốt tiền vào lò lửa chiến tranh Ukraine. Ông Peskov khẳng định đây là hành động rất đáng tiếc. Chúng tôi hy vọng vẫn còn những người tỉnh táo trong Quốc hội Mỹ hiểu rằng đây chẳng qua là hành động quỷ hóa Nga. Phát biểu trên được ông Peskov đưa ra sau phát biểu trước đó của Tổng thống Mỹ Biden về nguy cơ Moscow tấn công một nước NATO và buộc Mỹ phải đối đầu quân sự với Nga. Chủ nhân Nhà Trắng nhận định, nếu Tổng thống Putin thắng ở Ukraine, ông ấy sẽ không dừng lại ở đó. Và dự đoán Nga sẽ tấn công một đồng minh NATO khiến quân đội Mỹ phải đấu với Nga. Ông Biden nhấn mạnh, chúng ta không thể để Nga thắng, Đáp lại bình luận này, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov viết trên Telegram, trong nỗ lực đổ thêm dầu vào lửa của cuộc chiến ủy nhiệm Ukraine, Mỹ cuối cùng đã mất kết nối với thực tế, dễ dàng thảo luận về khả năng xảy ra xung đột trực tiếp giữa các lực lượng vũ trang. Tuyên bố này không thể chấp nhận được đối với một quốc gia hạt nhân có trách nhiệm. Cảnh báo của ông Biden đưa ra trong bối cảnh quốc hội Mỹ tiếp tục bất đồng về gói viện trợ bổ sung cho Ukraine. Thượng viện Mỹ ngày 6 tháng 12 đã bỏ phiếu phản đối tiếp tục viện trợ cho Kiev. Ông Minorov ngày 7 tháng 12 tuyên bố, Đại hội Đảng nước Nga công bằng sẽ tổ chức vào ngày 23 tháng 12 tới đây. Chúng tôi xác nhận sẽ đề cử ông Vladimir Vladimirovich Putin làm ứng cử viên của Đảng cho mùa tranh cử Tổng thống năm 2024. Thông báo trên được đưa ra sau khi Thượng viện Nga đã thông qua nghị quyết ấn định ngày bầu cử Tổng thống vào ngày 17 tháng 3 năm 2024. Nghị quyết này sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được công bố chính thức. Bản thân Tổng thống Putin chưa thông báo có tái tranh cử hay không. Sau người phát ngôn địa Kremlin, Dmitry Peskov nói rằng, ông Putin gần như không có đối thủ nếu tái tranh cử. Đây sẽ là cuộc bầu cử đầu tiên sau khi sửa đổi hiến pháp Nga năm 2020 cho phép ông có thể tranh cử thêm hai nhiệm kỳ nữa. Ông Biden cho rằng, có lẽ là 50 nghị sĩ dân chủ khác, tôi không phải là người duy nhất có thể đánh bại ông ấy, cựu tổng thống Trump, nhưng tôi sẽ làm điều đó. Khẳng định này được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Biden tiết lộ Ông từng không chắc tái tranh cử nếu ông Donald Trump không chạy đua vào Nhà Trắng một lần nữa. Phát biểu này của ông Biden có thể hiểu là ông có thể đã không tái tranh cử nếu người tiền nhiệm Donald Trump không gia nhập cuộc đua vào Nhà Trắng 2024. Cả ông Biden và ông Trump hiện đều là ứng viên tổng thống sáng giá của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa. Tuy vậy, không ít người, kể cả thành viên Đảng Dân chủ, bày tỏ lo ngại về vấn đề tuổi tác của ông Biden. Ông Kim Jong Un nhấn mạnh rằng Nhiệm vụ của họ là ngăn chặn tỷ lệ sinh đang giảm của đất nước nhằm củng cố sức mạnh quốc gia. Kênh KCTV cùng lúc phát đi hình ảnh hàng nghìn phụ nữ Triều Tiên thuộc nhiều lứa tuổi đều mặc trang phục truyền thống tại hội nghị, nghẹn ngào xúc động khi nhìn thấy nhà lãnh đạo tối cao của đất nước. Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, tỷ lệ sinh ở Triều Tiên hiện ở mức 1,8 trẻ trên phụ nữ. Kết quả điều tra dân số gần đây nhất mà Triều Tiên công bố là vào năm 2008. Khi đó nước này có 24 triệu người, các ước tính hiện nay cho rằng Triều Tiên chỉ có 25,7 triệu người. Chính phủ Hàn Quốc cho biết, tỷ lệ sinh của Triều Tiên đã giảm đều đặn trong 10 năm qua. Đây là một việc đáng lo ngại vì Triều Tiên phụ thuộc vào nguồn lao động để giúp duy trì nền kinh tế. Theo truyền thông Triều Tiên, năm nay, nước này đã đưa ra một loạt phúc lợi cho các gia đình có từ 3 con trở lên, bao gồm ưu đãi sắp xếp nhà ở miễn phí, trợ cấp nhà nước, thực phẩm miễn phí, thuốc men và đồ gia dụng cũng như các đặc quyền giáo dục cho trẻ em thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình toàn cảnh quốc tế được phát sóng trên kênh youtube thế giới nghiêng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại